Dạ yeah, em xin chào tất cả anh em mình ha. Chúc anh em mình có một buổi sáng uh, vui vẻ ha, anh em. Rồi à, thì uh, nay cuối uh, cuối tuần nữa rồi thì em lên uh, em Zalo với anh em một số uh, combo ha. Cái mã số uh, đầu tiên là mã số 1, một cái cây linh sam ghép 86 Cây này thì chưa vô chậu ha. cũ đế thì cũng nở nè, đặc biệt cái tàn nó thì nó cứng ngắt luôn rồi, đặc quẹo luôn ha anh em. cũ củ đồ này kia nó cũng uh, bự quái ha. Vậy anh em kiếm cái chậu nữa nó vô thì nó đẹp rồi đó. Thôi anh em về ghép tiêu cảnh rồi này kia đẹp lắm ha Có một số anh em mua đó Rồi gửi mấy cái hình lại cho em á Anh em về phối vô tiêu cảnh hồn nội bộ rồi thấy đẹp quá đó, Cái mã số 1 này thì em giao lưu với anh em mình là 280k Bao gồm phí ship luôn rồi ha anh em đó, Tàn thì cũng mình nắm cứng ha 280 ngàn Bao ship luôn Rồi mã số 2 ha Một cái cây uh, linh sam uh, ghép 86 luôn Cây này thì tàn nó cũng uh, vô nhôm sơ sơ ha Về anh em mình nuôi tàn thêm đó, cũ được cái cũ nó bự ha em cũng vô chậu rồi nè đó, ờ, nó bự lắm anh em coi nè ừ, cụ bự ha cũng đặt luôn để em quay vòng cho anh em mình ngắm ha đó. rồi cái mã số 2 này thì em giao lưu với anh em mình là 300k bao ship có luôn chậu luôn ha anh em ờ, bao ship có luôn chậu luôn 300k mã số à, mã số 3 ha anh em thì một cái cây linh sam dán đổ ha Này ghép 86 rồi nè Đó cây này thì uh, vô trồng cái chậu ống dán đổ Tàn thì mình nắm đi ha Củ đế rồi này kia cũng uh, đẹp lắm Đó củ thì nó cũng đẹp ha Tàn thì cũng ấm rồi Đó cái mã số 3 này thì uh, em giao lưu với anh em mình là 350k bao gồm phí ship luôn ha Có luôn chậu luôn á 350k ha anh em đó mã số 3 Tàn thì ấm ấy ha Về anh em nuôi thêm Thì nó ra tàn rồi này kia Ra tàn thêm nữa thì nó đẹp ha Rồi mã số 4 ha À, mã số 4 thì uh, một cái cây uh, linh sam giao hạt này ghép 86 rồi Đó, Mã số 4 350k Bao ship luôn, có luôn chậu Cây này thì uh, anh em coi cái chậu nữa nè Con uh, gồng rồng ha, dưới phụng hoàng nè giáng phụng ha. Đó, cây này thì nó ấm tàn ha. Cái loại này thì cũng dò loại là siêu mini ha anh em. Nhỏ nhỏ. Đó, cầm trên bàn tay thì đẹp nè. Rồi, mã số 4 à, à, 350k bao ship có luôn chậu luôn. Đó, bỏ này, bỏ gì nó đẹp ha. Mã số 5 ha anh em. À, một cái cây uh, linh sam uh, ghép 86 trồng trong cái lưu rồi nè này trồng trong lưu ha thang nó này một cốt đi lên ha đó đánh cái tàn hình như cái thông gì đó tàn dựng lên hả anh em này về anh em kiếm mới gieo đồ đắp lên cho nó đẹp cái uh, mã số 5 này thì em giao lưu với anh em mình là 300k bao ship có luôn chậu luôn đó, tàn thì cũng khá ấm đấy, ha Vậy anh em mình chăm thêm Chăm thêm giúp em ha Rồi, mã số 5 300k hả anh em Bao ship có chậu luôn Mã số 6 ha Mã số 6 thì cũng một cây trồng trong lô luôn, luôn Nhưng mà cây này cái gãy thì nó gãy thật hơn chút Tàn thì nó ấm Đó Gãy thì nó gãy thật hơn chút ha Nó quay quái nè Rồi, mã số 6 này thì em giao lưu với anh em mình là 350k, bao ship có luôn chậu luôn mã số 6 ha 350k bao ship có luôn chậu rồi đó vậy anh em kiếm cái đồn bỏ lên đã đẹp rồi tiếp theo là mã số 7 một cái cây sam à, hương à, siêu mini ha cây này cũng nuôi à, cốt cành rồi cũng à, ấy ha vậy anh em mình chăm thêm cho tàn rồi này kia nó ra thêm tàn nó ra thêm đẹp hơn đó, cây nuôi cốt nè Nhìn cũng lực ha anh em Rồi mã số 7 này thì à, em giao lưu với anh em Mình 180k Bao ship có luôn chậu ha anh em Này thì có cái thẹo đây nè Về mình nuôi từ từ, từ hãy liền đây xâm hương nó dễ mà Đó, Có thẹo ha Nói chung cây thì có lỗi gì rồi Em nói cho anh em mình hết trơn rồi Cho anh em mình biết ha Rồi mã số 7 180k Mã số 8 ha Một cái cây à, linh sam à, Trắng phớt hồng Cây đế đều luôn tàn thì thiên nhiên cây này em cũng lên uh, video rồi bữa nay thì em cắt tỉa rồi này kia uh, cắt tỉa cho nó ấm tàn lên ha đó tàn thì ấm rồi cái này bông màu trắng ha, anh em đế thì đều 24 giờ luôn đó về mình cứ tỉa từ 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 là nắm tròn lên nè à. nó đẹp mã số 4 ổ mã số 8 này thì em giao lưu với anh em mình là 400 k bao ship ha cây này ship thì em cắt nửa cái bầu này em ship cho anh em mình cao uh, tầm gan ha tao cao tầm 20 á góc đó nè to ha để đều đẹp luôn à, Linh Sam trắng phát hồng mã số 8 400k bao ship à, mã số 9 anh em một cái cây uh, trồng trong cái châu tượng cây thì uh, ghép 86 ha để thòng xuống nè Ủa ghế nó thòng xuống ở cây này thì uh, cái tay ông đưa vô đây luôn nó cũng nói chung là khá là hợp với cái tượng luôn ha Tại mình chọn cái rễ mà Chọn rễ nào mình vô cho nó hợp cái tượng á Nhìn cho nó đẹp đó, ha Ở Cây này thì về anh em mình chăm thôi Tưới nước ha Cái này chậu trên đây nó hơi nhỏ nên Anh em mình hơi kỹ kỹ xíu Nhớ chai canh nước á anh em uh, Canh nước thường xuyên ha Đừng để cho nó khô nước Khô nước thì nó nó hay bị chết ha anh em Tại nó nhỏ Cây mình nhỏ ha Anh em đừng để khô nước rồi này Khô nước cái anh em tưới thường xuyên thôi Canh canh đồ này kia tưới vô phân thì tầm tháng hai tháng thì anh em bỏ vô ít là được rồi đó rồi mã số 9 này thì em giao lưu với anh em mình là 600 k bao ship có luôn chậu ha chậu là nguyên cái tượng luôn á cây này khá là duyên luôn duyên đó nó nói chung là nó hợp với cái cái bối cảnh của cái tượng này ha nè, ông nhìn qua cái khe này nè nhìn ngắm cái tàn này ha rồi mã số 9 600 k và mã số 10 hả anh em À, một cái cây uh, uh, sam hương, sam hương uh, siêu mini ha, uh, siêu mini nè, hàng uh, cắt giật cắt tôm rồi ha, nó già lắm rồi đó. cây này uh, nuôi vậy thấy gì cho anh em thấy đơn giản gì chứ cũng ba bốn năm á, anh em mình nuôi uh, hàng siêu mini là biết rồi. cái uh, okay. vô trong chậu mông rét luôn, đắp ở trên uh, gãy lục bình nè, anh em coi đắp gãy lục bình nó tốt ha, nó giữ ẩm rồi này kia đó, gãy con rồi nó ra nè nó ra tú trắng chậu luôn ha, ra khỏi cái miệng chậu luôn nè. Đó. cái mã số 10 này thì à, em giao lưu với anh em mình là 300 k bao ship có luôn chậu luôn ha đó. nhìn nó 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 nhỏ nhỏ cân cân ha anh em Nó nhỏ già già lắm rồi rồi thì hôm nay em giao lưu với anh em mình là 10 cái uh, 10 cái combo rồi ha anh em 10 mã số thôi thì anh em nào thích cái uh, mã số nào thì alo qua uh, số điện thoại 035 4323 996 ha đó, cái đó cũng là số điện thoại uh, Zalo của em luôn ha, Zalo em thì Thành Lương Nguyễn đó. À, anh em kết bạn Zalo đi, rồi mình lựa thêm đồ này kia, lựa thêm đồ á, à, xem chi tiết đồ này kia mình coi qua Zalo à, thì nó nó tiện hơn ha. Đây có mấy cái sam hương nè, sam hương này Indo hàng siêu mini, à, thì cái mấy cây này em nuôi kỹ ha anh em, đó, anh em nào ưng ý thì alo cho em đi, rồi em báo giá cho anh em mình ha mấy cây này nuôi kỹ lắm á làm thẹo rồi này kia nè làm thẹo ha làm thẹo nhìn nó già cho nó già cái cây lên á đó. làm thẹo rồi nhìn nó già ha tay cành thì nó nói chung là nuôi kỹ á mấy cái hàng này thì nuôi kỹ ha nuôi kỹ anh em thích á thì alo cho em đây một cây nữa đó cũng hàng nuôi kỹ luôn nó quái ha này về kiếm chậu nhỏ nhỏ nữa, mình vô cái nó đẹp rồi đó hai cây này sam hương indo Cây ừ. đây này nuôi cái tàn rơi xuống nè đây đánh thêm cái tàn ấm nữa là cắt giật lên là chơi thôi sam hương thì nuôi nhanh này đây thì một cây uh, bám đá ha cây này cũng giao lưu luôn anh em thích thì alo à cho em rồi em uh, cảm ơn anh em mình nhiều ha